Xin chào tất cả mọi người và chào mừng anh em đã tới với một cái tựa game có tên là Dragon Ball Z Kakarot. Lại là tôi đã về đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hóa thân thành một cái nhân vật anime anh em ạ. Nhưng mà không phải Tanjiro, cũng không phải là Naruto gì cả, mà đó chính là Goku. Một nhân vật mà chắc hẳn chỉ cần nghe cái tên thôi là mọi người cũng thấy quen thuộc rồi đúng không? Bởi vì cái nhân vật này nó nổi tiếng tới cái mức ý mà in sâu ở trong tuổi thơ của chúng ta rồi. Và đó cũng chính là tôi của ngày hôm nay. Với cả anh em cũng đừng có thắc mắc là tại sao mà tôi lại ăn mặc kỳ cục như thế này nhá. Cái truyền thống từ trước tới giờ của tôi nó như vậy mà. Các cụ ngày xưa cũng dạy rồi, vẻ bề ngoài làm gì quan trọng bằng bên trong. Thế nên một cái thằng đầu nhím như tôi thì vẫn có vợ con bình thường đấy thôi. Ủa, mà nhắc mới nhớ thì thằng con trai tôi nó đâu rồi ta? Vừa thấy đứng bên cạnh đây mà sao lại giờ chả thấy ai thế này? Con trai ơi, ra đây xem nào, trời ơi, mới ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy nó là sao nhỉ? Hay là chìm xuống nước rồi? À đây đây, tại sao lại đứng ở kia làm gì thế cu? Ta đã bảo là chạy theo sát ta cơ mà, không vớ vẩn lạc đấy. Thì muốn ăn quả táo trên cây này đúng không? Rồi rồi, thích ăn táo thì để ta hái cho con. Nhưng mà nhớ là lần sau đi chơi đừng có chạy lung tung vớ vẩn nữa đấy, nghe chưa? Cái thằng này nói bao lần rồi vẫn chứng nào tật đấy thôi. Được cái thì nó cũng khá là đáng yêu, thế nên là tôi cũng không nỡ nặng lời với nó nhiều đâu. Anh em nhìn trông nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này cơ mà. Hàng ngày thì tôi thường dẫn nó ra đây để câu cá kiếm ăn một chút. Sau đó bọn tôi thường cưỡi lên một chiếc cân đổ vân để di chuyển và ngắm cảnh xung quanh. Cái cuộc sống nó cũng chỉ yên bình và nhàn hạ như thế thôi, chứ không có cái gì đặc biệt cả. Uầy, một người nhìn bay ở giữa biển trông đẹp chưa này. Ngồi chắc vào nhà con trai, không là rơi xuống dưới đấy. Phía trước mặt là nhà của cụ rùa kia, một người thầy mà năm xưa đã dạy dỗ tôi rất nhiều anh em ạ. Thử qua đó thăm mọi người xem sao. Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay tôi dẫn thằng con trai ra đây chơi một tí, cho nó ngắm biển, cho nó mát. Chào cụ rùa. Lâu ngày không qua đây, mọi thứ có vẻ vẫn yên bình quá nhỉ. Chả thấy mưa rông gì cả anh em ạ. Thời tiết như một bức tranh luôn. Hay là chúng ta tập luyện một tí cho nó đỡ chán đi anh bạn đầu trọc. Có thể anh em nào chưa biết ý, thì đây là một người bạn học cũ từ bé của tôi. Và bọn tôi đều được chỉ dạy bởi ông cụ rùa trên hòn đảo này. Ok, chiến thôi nào. Lâu lắm không luyện tập hơi ngứa ngáy tay chân anh em ạ. Cứ tấn công thoải mái đi. Úi giời ơi, cũng khá đấy anh bạn đầu trọc. Cậu phải tập trung vào chứ đánh thế là không ổn đâu. Thử lại xem nào. Đánh nó phải thật nhanh và thật dứt khoát lên, hiểu chưa? Ây da. Đúng rồi, phải như thế chứ. Nhưng mà cậu phải luyện tập nhiều lên thì mới mạnh như tớ được. Chứ như thế chả ăn thua gì đâu. Úi giời ơi, hãy nhìn quả KB đây. Bắn trưởng nó phải như thế chứ. Giờ thì tới là tớ ra tay nha, không nhân nhượng gì nữa đâu. Cố gắng nhìn ra cái tốc độ của tớ đi. Trời đất, thằng bạn tôi nó hơi yếu tí anh em ạ. Nhiều sơ hở như thế này, nếu mà gặp kẻ xấu thì làm sao mà đỡ được. Tập trung lên nào, hãy nhìn ra những cái bước di chuyển của tớ đi. Đúng rồi, phải thế chứ. Ái da, khá hơn rồi đấy. Thôi, hôm nay luyện tập như thế đủ rồi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị vào nhà để ăn cơm nào. Và trước khi bắt đầu chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay, thì anh em cũng đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh để giúp cho tôi có nhiều động lực ra mắt thêm nhiều video hay hơn nữa. Hiện tại thì trên channel của chúng ta sắp đạt được cột mốc 600.000 người đăng ký rồi anh em ơi. Thế nên hy vọng mọi người sẽ giúp tôi bấm một phát vào nút đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ủa, tại sao vừa ăn xong có thằng nào xuất hiện thế kia? Mày là ai? Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái kẻ này bao giờ anh em ạ. Có lẽ nào nó là người xấu sao? Nhìn đầu tóc các thứ ăn mặc sao trông dị hợm thế nhở? Hãy đi ra khỏi hòn đảo đấy đi. Ha ha ha, xin chào. Mày không phải là người trái đất đâu mà dám đuổi ta. Mày chính là người Saiyan. Rồi cái thằng này là ai mà tới đây nói cái gì vậy nhỉ? Đúng rồi đấy. Và ta chính là anh trai của... Này thì nói vớ nói vẩn này. Đuổi cũng đi đúng không? Ấy da, thằng này là ai mà khỏe vậy? Từ từ, có vẻ sức mạnh của nó cũng khá là kinh. Uầy uầy uầy, rốt cuộc thì đây là kẻ nào mà dám tới đây đe dọa bọn tôi vậy? Tôi sẽ phải xử nó. Bình tĩnh lại nào. Đứng tưởng mình mạnh mà thích làm gì thì làm. Hãy xem đây, ăn nó đi. Ấy da, tôi sẽ phải tăng tốc độ thôi. Nó sẽ không đỡ nổi pha này đâu. Làm sao?
thấy sức mạnh của ta chưa? Ui rồi, gì vậy trời? Đau thật sự anh em ơi. Ôi không, kẻ lạ mặt này đang bắt thằng con trai của tôi đi. Hãy thả nó ra. Không 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 không. Rốt cuộc nó là ai chứ? Tôi sẽ phải đuổi theo nó thôi. Một người đợi tôi ở đây nhá. Ồ, may quá, anh bạn ngoài hành tinh Piccolo cũng ở đây. Một người bạn của tôi. Hãy đuổi theo thằng kia và giúp tôi giải cứu con trai đi nào Piccolo. Nó chưa bay xa được đâu. Bực mình thật. Rốt cuộc nó là kẻ nào mà dám hống hách như vậy chứ? Lúc nãy nó có nói tôi là một cái người say gian gì đó anh em ạ, chứ không phải là người trái đất. Chuyện này là sao? Thôi cứ tìm ra nó rồi tính tiếp vậy. Đây rồi. Định trốn đi đâu hả cu? Hai đấu một thì không chột cũng què mà thôi. Hãy trả con trai ta ra. Tấn công nó thật mạnh đi nào Piccolo. Ấy da, khỏe quá nhở. Trâu bò đến mấy thì ăn pha này cũng đi thôi. Cám ơi. Đau chưa? Chịu thua dần đi chứ còn gì. Hả? Tại sao đấm cho tơi bời như vậy mà nó vẫn cười nhăn răng thế kia? Không ổn rồi Piccolo. Chúng ta cần phải có một cái kế hoạch gì đó để đánh bại thằng này. Bây giờ cậu đứng ở đây tụ một nguồn năng lượng đi. Tôi sẽ lên câu giờ. Cố gắng tạo ra một sức mạnh gì đó bắn trúng nó là được. Ấy xa. Thực sự là mình tôi không thể đánh nổi thằng này anh em ơi. Không thể tin được. Tại sao từ đâu ra xuất hiện một kẻ mạnh như vậy chứ? Nhanh lên nào Piccolo. Tụ sức mạnh xong chưa? Úi dồi. Nó bắn cái gì mà lắm thế nhở? Khó né vậy. Nếu cứ như thế này tôi sẽ đi luôn ở đây mất. Trời. Ôi xong rồi. Cơ thể tôi không di chuyển được nữa. Hay lắm Piccolo. Cậu ấy đã tụ được một nguồn sức mạnh xong rồi anh em ơi. Hãy bắn và tiêu diệt nó đi. Tôi đã giữ chân được nó rồi. Nhanh lên. Nó sẽ không thể né được đâu. Úi xoay. Đây là cách duy nhất rồi anh em ơi. Tôi cũng đi luôn rồi. Vậy là sau trận đánh vừa rồi thì tôi cũng đã trúng đòn của anh bạn Piccolo. Và anh ta cũng đã tiễn tôi sang thế giới bên kia rồi. Phía bên cạnh tôi là Thượng Đế. Ông ấy đã đưa tôi tới đây. Và trước mặt tôi thì là Ngưu Ma Vương. Kiểu dạng như là người gác cổng địa ngục vậy. Giờ phải làm sao đây anh em ơi? Cái thằng kia trước khi chết nó còn báo tín hiệu về cho những người anh em của nó tới trái đất nữa chứ. Thế này thì trái đất sẽ bị tiêu diệt bởi bọn nó mất. Các người hãy rủ lòng thương đưa tôi về trần gian đi. Tôi không muốn chết một cách vô bổ như thế này đâu. Bọn người say gian đang sắp tới trái đất và tiêu diệt cả trái đất đấy. Và sau đó tôi đã được chỉ đường tới chỗ của một vị thần Kaio. Tôi có thể luyện tập ở đó để chờ hành trình quay trở về trần gian của mình. Trong lúc đó thì người bạn Piccolo của tôi đã huấn luyện cho con trai tôi để trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Nó sẽ phải có một khả năng tự bảo vệ bản thân trước những con quái vật nguy hiểm và những kẻ đang sắp tới trái đất. Sau một hành trình dài thì tôi cũng đã tới nơi. Tôi đã tìm ra được hành tinh của vị thần Kaio để luyện tập ở đây. Ấy da, ông ấy kia rồi. Phải cố gắng mới được. Ở đây có những cái trọng lực và những cái bài tập nó rất là khổ sở. Nhưng mà nếu không mạnh lên thì tôi sẽ không thể đối đầu được với những kẻ đang sắp tới trái đất đâu. Và một thời gian sau thì hai thằng người Saiyan, bạn của cái thằng mà tôi mới tiêu diệt, đã tới được trái đất. Con trai tôi giờ đây cũng đã có được những cái kỹ năng nhất định để có thể tự chiến đấu, chứ không phải nhờ vả ai nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là thời gian như vậy thì cũng không đủ đâu. Bọn chúng đã tìm ra được những người bạn của tôi. Trận chiến đã diễn ra rất là dài và tất cả mọi người đều bị trọng thương. Thậm chí là có người hy sinh nữa vì sức mạnh của bọn người Saiyan này. Cũng may là tôi đã được Thượng Đế đưa về trần gian kịp anh em ạ. Tôi đã được hồi sinh trở lại để bắt đầu lên đường đi giải cứu những người bạn của tôi. Đúng là mệt thật đấy. Phải nhanh lên nào. Tại sao tự nhiên lại xuất hiện mấy cái thằng Saiyan này chứ? Tấn công thằng con trai tôi nó không dễ như vậy đâu. Giờ thì bọn này tới số rồi. Tôi sẽ cho bọn nó biết thời gian qua tập luyện với thần Kaio tôi đã mạnh lên như thế nào. Thằng đầu trọc này vừa nãy có vẻ hơi hống hách đúng không? Một đấm là văng luôn chứ còn gì.
Bọn này tuy khỏe hơn cái thằng tóc dài lúc đầu tôi đánh bại, nhưng mà bây giờ sức mạnh của tôi khác trước rồi. Nào, lại đây. Ấy da, quả chiêu gì mà nổ tung cả một khoảng không gian vậy trời. Tính đấy, tính làm cái trò gì nữa đây. Này thì còn thằng tiếp theo thì sao? Đây có vẻ như là một cái thằng lùn gì đó anh em ạ, và nó tên là Vegeta. Ok, Ve với chả Zeta này. Vỡ vẩn. Ấy da, từ từ nha, thằng này không thể xem thường được anh em ơi. Nhìn trông nhỏ con nhưng mà sức mạnh của nó gấp mấy lần với thằng kia luôn ấy. Tôi sẽ phải tập trung hơn mới được. Này thì không, đau chưa? Sơ hở liên. Nhưng mà nó có vẻ khá là trâu, tôi sẽ không thể đánh bại nó luôn từ pha đó được. Ấy da, tôi xong rồi. Chơi chơi chơi, sao tự nhiên tốc độ của cái thằng này nó nhanh vậy? Ôi, tôi xong rồi. Nào 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 nào, từ từ thôi. Đã thế thì tôi sẽ cho nó xem tôi đã tập luyện được những gì sau thời gian qua. Đó chính là Kaioken. Sau khi tập luyện với thần Kaio thì tôi đã học được cái khả năng này. Nó sẽ giúp sức mạnh của tôi tăng lên gấp nhiều lần. Nhưng mà tôi sẽ phải nhanh chóng tiêu diệt nó thôi, bởi vì nếu sử dụng sức mạnh này quá lâu tôi sẽ bị đuối sức. Thằng này là cái thể loại gì mà khỏe vậy nhở? Làm sao? Nó có vẻ định tung đòn. Được rồi, đã thế tôi cũng sẽ tung đòn Kame cho nó. Tôi sẽ phải bật Kaioken kết hợp với Kame thì may ra mới có thể chống lại được cái pha này. Nhưng mà nó sẽ phải nhân lên gấp hàng trăm lần, chứ không thể nhân lên gấp một lần như nãy đâu. Xem đây. Sau pha đó mà nó vẫn sống được sao? Hả? Nó định làm gì vậy? Trời! Một con khỉ khổng lồ! Ôi rồi! Hình như tất cả những người Saiyan khi nhìn thấy mặt trăng là họ sẽ đều biến thành khỉ như thế này. Ôi ôi ôi! Từ từ thôi nào! Trời! Ăn đòn của nó rồi! Tôi sẽ không được dính thêm một đòn nào nữa, bởi vì sức mạnh của tôi bây giờ cũng khá là yếu. Phải tìm cách phản công nữa thôi. Với một con khỉ kích cỡ to thế này, chắc chắn là nó sẽ di chuyển rất là chậm, và tôi có thể luồn lách qua để tấn công vào đó. Được rồi, ôi không, tôi sơ hở mất rồi các bạn ơi. May quá, người bạn đầu chọc của tôi cũng đã ở đây. Hãy cắt đuôi nó đi, nó sẽ quay về hình dạng ban đầu thôi. Ủa ôi, nó né được rồi. Ừ, hay lắm, một cậu bạn nào đó đã cắt đuôi được con khỉ này. Giờ thì trở lại hình dạng bình thường nha cu. Tí thì bị nó bóp nghẹt anh em ạ. Nguy hiểm thật. Tôi sẽ truyền cho người bạn đầu chọc của tôi một cái quả cầu năng lượng Genki để ném vào cái thằng Vegeta kia. Cậu sẽ làm được thôi. Đúng rồi, ném đúng hướng di chuyển của nó vào. Ôi, nó né được rồi. Đẩy nó luôn. Hay lắm con trai. Quả cầu này khi chạm vào những người có lương tâm tốt thì nó sẽ không gây hại gì cả, và đó là lý do thằng con trai tôi có thể chạm vào được. Giờ thì đi rồi nha cu. Trận chiến với bọn người Saiyan này đã kết thúc, và có vẻ như thằng kia đã gọi một con tàu để đưa nó trở về.
nhưng mà tôi đã tha mạng cho nó, bởi vì tôi biết rằng nó cũng chỉ là con người như tôi mà thôi. Và nếu anh em nào thích cái tập này thì cũng đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh. Nếu các bạn muốn tôi ra mắt thêm tập tiếp theo, tập 2 về cái con game này, thì hãy để lại bình luận xuống phía dưới để tôi biết nha. Và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau.